rừng khộp hay rừng thưa lá rộng, rụng lá vào mùa khô đặc trưng của Đông Nam Á. Tại Việt Nam, Tây Nguyên là nơi duy nhất có loại rừng này, tập trung nhiều ở khu vực Đắk Lắk. Khi có dịp tới Buôn Đôn hay Bản Đôn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khu rừng khộp đẹp mơ màng như khu rừng khộp ở châu Âu. Buôn Đôn cách trung tâm thành phố khoảng 42 km, mất khoảng 1 giờ di chuyển bằng xe. Càng xa trung tâm, đường lại thêm đẹp với những đoạn ngang qua cánh đồng lúa hay uốn vòng ở bản làng của người đồng bào nơi đây. Ở Buôn Đôn có hai mùa rõ rệt là mùa mưa cuối tháng 6 đến tháng 12 và mùa khô tháng 1 trở đi. Do đó, nếu đi vào mùa khô, bạn có thể lang thang, ngắm nhìn rừng khộp và cắm trại luôn tại đây. Vào mùa khô, cây trút bỏ hoàn toàn lớp lá xanh mát, chỉ còn lại những chiếc vỏ xù xì. Những cây cao trơ trụi đem đến cảm giác ma mị khi dạo bước trong rừng. Rừng khộp là khu vực sống lý tưởng cho loài voi khi tầm nhìn của chúng không bị cản trở. Khoảng cách giữa các cây rừng cũng cách nhau đủ thưa để voi dễ dàng di chuyển tìm đồ ăn. Ngoài ra, các khu rừng khộp cũng được nhiều người chọn làm điểm cắm trại. Phí cắm trại trong rừng khộp của Vườn Quốc gia York Don là khoảng 1,2 triệu đồng cho hai người, chưa gồm đồ ăn, uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể cắm trại bên trong khu du lịch Bản Đôn Ánh Dương với phí vào cổng là 70.000 đồng một người.